Em trai, em chào chị ạ. Lấy cho chị cái đồng hồ màu đỏ đẹp nhất của shop ra đây. Em trai, em lấy cho chị cái y hệt giống như chị này lấy. Đó kìa, shop còn hai cái túi đỏ đúng không? Lấy cho chị hai cái đó. Chị này lấy cái gì? Em lấy cho chị cái đó. Nè, lấy cho chị 5 chai nước hoa đủ các mùi. Nguyễn Y Vân, không sai một chữ em ạ. Thật hả chị? Quẹt thế cho chị. Quẹt hết cho chị lấy hết. Đồng hồ, túi xách, nước hoa, mắt kính, có bao nhiêu chị lấy hết, tính tiền cho chị. Thật hả chị? Nhưng mà chị ơi, của chị là hết 120 triệu á. Đơn giản. Quẹt đi, quẹt đi, quẹt đi. Chuyển đi cho chị nha. Dạ vâng ạ. Em ơi, what? Nhỏ lúc nãy nó không thanh toán luôn hả? Ủa trời ơi, cái chị ấy là chủ cửa hàng mà chị. Nào tới đây. Ui, em ơi. Dạ, em gửi chị thẻ. May quá em chưa. Ủa em thanh toán rồi hả? Dạ, em thanh toán lẹ lắm chị ơi. Ôi trời ơi. Xin ở đâu mà khóc vơi.